Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỷ đô la Mỹ phát triển hàng không. Các tổ chức tài chính Thụy Điển muốn tăng gấp đôi hạn mức dành cho Việt Nam vay để phát triển hàng không. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa qua, Đại sứ Thụy Điển Alma đã nhắc đến lần trao đổi ý định thư hồi tháng 5 năm 2019 giữa Thủ tướng hai nước về đề xuất cho Việt Nam vay một khoản tín dụng 1 tỷ đô la Mỹ phục vụ ngành hàng không. Đến nay, bà Alma cho biết cơ quan tín dụng xuất khẩu và tập đoàn tín dụng xuất khẩu Thụy Điển muốn tăng hạn mức tín dụng này lên 2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án nâng cấp, mở rộng quản lý không lưu và dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đại sứ Alma thông tin, Thụy Điển là một trong những đối tác cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu trong phát triển bền vững ngành hàng không, nhất là về bảo vệ môi trường. Trong 28 sân bay quốc tế được đánh giá sân bay thân thiện với môi trường thì có 10 sân bay do các hãng Thụy Điển cung cấp các giải pháp quản lý, điều hành thân thiện với môi trường bà nói. Bà nhấn mạnh Thụy Điển sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ trong lĩnh vực này với Việt Nam, nhất là hiện nay Việt Nam đang tích cực thực hiện nhiều chương trình bảo vệ môi trường. Chúng tôi xin chào tới Bộ Giao thông Vận tải ý định thư về đề xuất này với đề nghị 30% trong khoản tín dụng này chỉ cho việc sử dụng các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan của Thụy Điển đại sứ Alma nói và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực hàng không nói riêng, giao thông vận tải nói chung. Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ sẽ tiếp nhận ý định thư và nghiên cứu để tham mưu cho chính phủ về khoản tín dụng. Chúng tôi luôn ủng hộ các doanh nghiệp hàng không Việt Nam tiếp cận và sử dụng khoản tín dụng này, cũng như sử dụng các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ của Thụy Điển, ông nói. Người đứng đầu ngành giao thông vận tải cho rằng, ngoài sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất Việt Nam đang có kế hoạch nâng cấp, xây dựng nhiều sân bay khác, chẳng hạn nâng cấp sân bay nội bài từ công suất 30 triệu hành khách một năm hiện nay lên 100 triệu hành khách một năm. Ngoài ra còn xây dựng, nâng cấp các sân bay quốc tế Lào Cai, Vân Đồn, Phú Quốc, Chu Lai, vân vân. Vì vậy, chính phủ Việt Nam sẽ cần nhiều thiết bị, giải pháp, dịch vụ trong quản lý, điều hành tại sân bay, mở rộng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Thụy Điển, Bộ trưởng khẳng định.